Sau khi gặp áp lực bán và mở cửa tạo gấp giảm ở trong phiên ngày hôm nay thì thị trường đã có một nhịp cân bằng và hấp thụ ngược trở lại những lực cung hàng bán ra khá là tốt. Thế vậy thì với việc là thị trường hôm nay tuy là kết phiên ở quanh mức giá tham chiếu nhưng mà nó tạo ra một trạng thái mà đa phần các nhà đầu tư hiện tại đang đánh giá khá là cao và kỳ vọng về cái nhịp tạo đáy hai thì liệu là cái nhịp này thị trường đã test đáy hai thành công chưa và nếu như thị trường test thành công thì đâu sẽ là những cái điều kiện để cho thị trường có thể bật tăng tiếp cũng như là chúng ta sẽ có thể giải ngân mua mới được một cách mạnh mẽ hơn trong những phiên tới thì tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay giá bằng tiêm xin kính chào quý anh chị nhà tư đã quay trở lại với kênh youtube tùng lê ezt ok thì phiên hôm nay thì thị trường có một chút gặp áp lực bán đầu phiên khi mở cửa tạo áp giảm bởi vì những yếu tố liên quan đến CPI của Mỹ. Tuy nhiên thì các anh chị có thể thấy được là mặc dù thị trường kết phiên ở mức giá quanh tham chiếu giảm nhẹ là 0,36 điểm. Tuy nhiên thì cái xu hướng của phiên ngày hôm nay đó là xuống giao dịch trong chiều đi lên. Tức là đây là một trong những cái phản ứng em đánh giá là khá tốt và khá là tích cực so với chứng khoán quốc tế. Khi mà hôm qua thì sau khi thông tin CPI của Mỹ ra nó không được như kỳ vọng thì các thị trường có những nhịp giảm điểm khá là nhiều nhưng mà thị trường chứng khoán của chúng ta thì lại phản ứng khá là tích cực và gần như là không gặp những áp lực bán nào quá lớn trong phiên ngày nay. Các anh chị có thể thấy được là phiên nay thì thị trường đã tạo ra một cây nến xanh khá là tốt. Tuy nhiên cái mức thanh khoản nó vẫn đang ở một mức thấp thì đây sẽ là một cái điều mà chúng ta sẽ cần phải theo dõi thêm trong những phiên tới và trong cái video ngày hôm qua thì em cũng đã có chia sẻ với các anh chị là uh, thị trường test day 2 hay là sập tiếp đúng không ạ thì em cũng đã đưa ra một cái luận điểm rất là rõ ràng cho các anh chị đó chính là sẽ có bốn điều kiện để thị trường có thể đi lên được trong những phiên tiếp theo đó chính là uh, thị trường sẽ có khả năng là tạo ra những phân kỳ dương đúng không ạ hoặc là thị trường có thể là có những cái dấu hiệu là luân phiên những những cái nhóm ngành mới tăng tiếp theo trong thời gian tới thì hôm nay thị trường đã nhen nhóm xuất hiện được cả hai yếu tố này thứ nhất là cái phân kỳ dương các anh chị có thể thấy được là thị trường hôm nay thì cái nhịp giảm sâu nhất gần như nó về gần với cái mức giá thấp nhất trong cái phiên ngày 8 tháng 4. Tuy nhiên các anh chị thấy được là cái MACD. Đẹp MACD thì gần như nó không giảm nữa. Và xung lực hiện tại đang khá là tốt. Đó, đây là tạo ra gần như là tạo ra được một cái phân kỳ dương các anh chị nhé đó điểm số thì về test lại đáy nhưng mà cái MACD đến giờ thì nó không về test lại đáy nữa mà nó đang thể hiện một sức mạnh khá là tốt cái điều thứ hai mà em rất quan tâm trong phiên ngày hôm nay đó chính là có sự luân phiên của một nhóm ngành nữa đó thì hôm nay các anh chị có thể thấy được là ngay từ đầu phiên thì thị trường đã có một nhóm ngành nó thiện sức mạnh rất tốt từ đầu phiên luôn đó chính là nhóm ngành thép với cổ phiếu mà nó hồi phục đầu tiên đó là cổ phiếu VGS và đây cũng là cổ phiếu mà nó bật tăng mạnh nhất trong phiên ngày hôm nay của nhóm thép. Nó tăng lên tới là 5,4%. Nam Kim thì là yếu hơn một chút thì uh, thực ra dùng từ yếu hơn thì cũng không phải chỉ là nó có mức tăng thấp hơn thì nó đã tăng được gần 4%. Uh, hoa Sen với cả Hòa Phát thì nó tăng yếu hơn và Hòa Phát với Hoa Sen thì quanh cái mức tham chiếu. Thực ra cái mức tăng này nó không quan trọng lắm, em đánh giá là không quá quan trọng. Đó, không quá quan trọng nhưng nó thể hiện được một điều là có dấu hiệu của sự luân phiên. Và đây là một điều rất quan trọng để cho chúng ta có thể giao dịch trở lại bình thường trong thời gian tới. Tức là khi thị trường mà có một nhóm ngành nào đó nó luân phiên, nó tăng thì cái mức độ rủi ro của thị trường sẽ đi đi xuống. Rủi ro sẽ thấp và chúng ta có thể giao dịch một cách bình thường trở lại và vẫn tìm kiếm những cơ hội. Đó, thì nhóm thép là nhóm mà các anh chị thấy được trong thời gian vừa qua gần như nó không tăng mấy so với thị trường thì cái nhịp giảm này nó cũng không giảm mấy so với thị trường và khi thị trường hồi phục gần như nhóm này đều là nhóm mà nó hồi phục đầu tiên ví dụ như VGS đó cái phiên ngày mùng 9 tháng 4 <laughs> thị trường hồi phục là cổ phiếu này nó cũng hồi phục đầu tiên nó hồi phục được và tăng với mức là hơn 2% và phiên hôm nay khi thị trường còn chưa hồi thì cổ phiếu này nó đã tăng từ rất, rất, rất sớm Đấy ạ, Các anh chị thấy là mở cửa ra cái 9 giờ30 và đến 9 giờ35 là nó đã tăng khoảng 5% rồi đó, thì đây là một trong những dấu hiệu nó cực kỳ tốt. Ờ, Các anh chị chúng ta không cần phải đặt dấu hiệu là hoài nghi gì cả, mà khi tham gia thị trường chứng khoán, quan điểm của em là chúng ta phải theo đuổi phương pháp và chúng ta có luận điểm, có căn cứ và có kế hoạch rõ ràng. Giống như hôm qua em có chia sẻ là khi thị trường có những dấu hiệu này, thì chúng ta sẽ mua bán giao dịch và tìm kiếm điểm mua một cách bình thường. Và cái lợi nhuận trên thị trường nó chỉ là kết quả của phương pháp thôi. Và khi chúng ta đã theo đuổi phương pháp và chúng ta có phương pháp rõ ràng, có kế hoạch giao dịch rõ ràng thì chúng ta cứ hành động theo và rồi một ngày nào đó thì tiền và mức lợi nhuận nó sẽ là thứ mà theo đuổi chúng ta khi các anh chị có một phương pháp tốt. Đó, thì vừa qua em cũng đã chia sẻ với các anh chị về cái phương pháp và những cái dấu hiệu để cho chúng ta có thể giao dịch được trở lại thì hôm nay là một phiên đầu tiên mà thị trường đang có dấu hiệu đó. Và em kỳ vọng nếu như trong những phiên tới thị trường có thể là thị trường sẽ đi ngang. Đúng không ạ? thị trường trong những phiên tới thì có thể là tăng hoặc là thị trường có thể tích lũy đi ngang tiếp cũng được không sao cả. Nhưng phải xuất hiện những nhóm ngành mà nó có khả năng bật tăng tiếp, tạo ra sự luân phiên. Thì em kỳ vọng là ngày mai nhóm thép hoặc là một nhóm nào đó có thể là nhóm chứng khoán hoặc nhóm thép hoặc một nhóm nào đó nó sẽ tiếp tục cái đà tăng này. Thì gần như đó sẽ là tín hiệu cho chúng ta thấy là thị trường sẽ tăng tiếp trong thời gian tới và chúng ta có thể tìm kiếm được điểm mua đó. Cho nên thì uh, thực ra thì em giao dịch nó sẽ có một yếu tố nó có kỷ luật và có sự thận trọng hơn một chút. Thì uh, mặc dù là hôm qua mặc dù hôm qua đấy ạ, em cũng có khuyến nghị cho các anh chị đầu tư trong hệ thống là các anh chị có thể mua gia tăng DG tại vùng giá 32.5. 32.5. năm uh, tuy nhiên thì hôm nay thì khi cổ phiếu này nó tăng 3% đấy ạ. Khi cổ phiếu này nó tăng 3% thì em vẫn cho các anh chị nhà đầu tư trong hệ thống là các anh chị có thể là canh bán bớt cho đinh tới không cái lượng hàng hôm qua bởi vì là chúng ta vẫn tuân theo kỷ luật và vẫn chờ một cái nhịp tích lũy tiếp của thị trường có thể đi ngang điều chỉnh hoặc là đi ngang ở quanh cái vùng 1250 để mà xử lý cái lượng cung hàng phía trên thì sau đấy là thị trường đi lên nó sẽ bền vững hơn rất là nhiều thì đấy chính là cái kế hoạch và cái phương pháp mà chúng ta đề ra các anh chị nhé ok thế thì kỳ vọng là trong những phiên tới có thể là nhóm chứng khoán bởi vì là nhóm thép hoặc là nhóm chứng khoán bởi vì nếu như các anh chị để kỹ thì nhóm chứng khoán có một số cổ phiếu đang thể hiện sức mạnh khá là tốt ví dụ như bvs là cổ phiếu mà trong những phiên gần đây thị trường chưa hồi phục được hết thì cổ phiếu này nó đã hồi phục gần như được hết cái nhịp giảm vừa qua rồi đó và hôm nay nó cũng tiếp tục tăng là 2,6%. Cho nên thì BVS sẽ là một trong những cổ phiếu em đánh giá khá cao Trong những phiên tới nếu như cổ phiếu này có nhịp điều chỉnh nhẹ về quanh vùng giá 37 Là các chị cũng có thể cân nhắc mua đồ với BVS Và kỳ vọng là trong những thời gian tới cổ phiếu này nó sẽ có một nhịp chạy nước rút phía sau Đó à, Vì các anh chị thấy là trong những phiên vừa qua thì cổ phiếu này tích lũy Sau mỗi pha tích lũy xong thì cổ phiếu này có nhịp đánh lên rất mạnh Thí dụ như là sau nhịp tích lũy này Đúng không à, ạ Thì cổ phiếu nó đã có một cái nhịp tăng là À, tăng đến hơn 20%, 24% chỉ trong có khoảng tầm là một tuần thôi. Và sau cái nhịp tái tích lũy ở đây thì cổ phiếu lại có một phiên tăng cực mạnh, hai phiên liên tiếp tăng đến hơn 10%, 10, 12, 13%. Đúng không ạ? Và sau những nhịp điều chỉnh này thì cổ phiếu bật tăng rất mạnh mẽ cho nên đây là một trong những cổ phiếu em đánh giá rất khỏe trong giai đoạn hiện tại. Hoặc ví dụ như CTS thị trường hồi phục chưa bao nhiêu cả thì cổ phiếu này nó hồi phục và tiếp tục là tăng hơn so với cái phiên điều chỉnh này thì đây cũng sẽ là một trong những cổ phiếu mà các chị có thể quan tâm đó có thể là thép đó có thể là chứng khoán hay một nhóm nào đó nhưng ở thời điểm hiện tại em đang đánh giá cao nhất hai nhóm đó là thép và chứng khoán ngoài ra thì có ngân hàng tuy nhiên là uh, ngân hàng thì cũng đã tăng giá khá là cao rồi nên là uh, nếu có thì theo em là các chị có thể cân nhắc một số cổ phiếu như dạng bidv thì uh, nó không phải là kỳ vọng cho những mức tăng mạnh nhưng mà có thể đi vốn lớn được và nó có những độ an toàn thì trong những phiên tới nếu như có sự luân phiên tiếp theo thì các anh chị hãy tự tin giải ngân và chúng ta không cần phải lo sợ về thị trường nữa các anh chị nhé Ok ngoài ra nếu như hiện tại mà các anh chị chưa có những hệ thống giao dịch hiệu quả và các anh chị muốn tham gia về vào hệ thống giao dịch của team Tùng Lê Ezt thì các anh chị có thể nhắn tin cho em qua số zalo tại màn hình các anh chị xem thì sẽ được em hướng dẫn chi tiết cách cho các anh chị có thể tham gia một cách hoàn toàn là miễn phí các anh chị nhé dạ vâng thì em cũng xin được kết thúc video tại đây em xin kính chào quý anh chị nhà tư nhé.